sao ấy? Vì sao ấy? Vì sao ấy? Được hả? Mình đóng lòng chim á.
Tớ lắm rồi các bạn. Căng lắm rồi các bạn. Giờ máy ơi cho sáng sáng xíu các bạn ơi. Đây, ông nhà quay ra nó hơi tối xíu. Hai con này ở dưới đây đấu là hai con trên nó cũng còn các bạn. Mình đó các bạn, bây giờ mình mới hớt tóc, nó thấy nó lạ, nó hơi nhảy thì cũng không sao. Wow.
Rồi, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Thì đôi nét mình test cái con sâu đỏ này cho quý vị coi ha. Những con sâu đỏ mà cọp mà hót đấu ha, hổ á, thường mấy dữ quá là người ta gọi là hổ ha. Thì cũng mong quý vị thấy vui vẻ subscribe cái kênh của mình, ủng hộ cho kênh của mình và nhớ là nhấn vào chia sẻ video để mọi người cùng xem ha. Mến chào và hẹn gặp lại, cảm ơn mọi người nhiều.